Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục review đánh giá Rubik của HI Rubik Shop. Trên tay mình hôm nay là chiếc Rubik WRM 2021 mới nhất đến từ hãng Moju. Về cơ bản, hộp của WRM 2021 vẫn giống như cái bản 2020-2019. Hộp cứng âm dương màu trắng, trên hộp được in hình ảnh cấu trúc Rubik rất là đẹp và chi tiết. Rõ ràng cấu trúc chỉnh 5 châm và có hoa văn ở bên trong. Bên cạnh hộp là tên Rubik và con số kỷ niệm 3.47 kỷ lục thế giới của Yu Xiang Du. Mở hộp thôi. Ừ, khó lấy quá nhỉ. Bên trong chúng ta có một chiếc hộp đựng phụ kiện và hộp đựng Rubik. Bọc luôn cái này ra xem nha. Trong hộp phụ kiện thì có tua vít, đầu cắm thanh chỉnh 5 châm, 6 bộ vít lò xo và dụng cụ chỉnh gọi là hệ thống Dual Adjustment độc quyền của Moju. Ngoài ra còn có một bộ cân chỉnh lò xo chính xác và một co dự phòng. Đây là co loại bé được sử dụng trong con WRM 2019. Chúng ta có các giới thiệu này, một tờ hướng dẫn sử dụng tension này và một tờ giấy hướng dẫn CFOP. Chiếc hộp đựng Rubik của chúng ta là hộp nhựa cứng để bảo quản Rubik. Đồng thời, nó cũng có thể dùng làm chiếc đế trưng bày Rubik, trông rất là ngầu. Rubik được bảo quản rất kỹ trong các cái lớp bọc ni lông. Mình bóc ra nha. WRM 2021 được sử dụng nhựa nhám mịn, giống các loại flapjack khác trên thị trường. Nhựa nhám này giúp chống sức răm và bám tay hơn. Khi được hoàn thiện rất là tốt, gọn gàng và không có nhựa thừa trên bề mặt, kiểu dáng thì rất là giống với các loại WRM đời trước của Moju. Trọng lượng Cube rơi vào khoảng 78g, kích thước 55mm. Cube sử dụng hệ thống Dual Adjustment độc quyền của hãng, có thể chỉnh nhiều nấc dễ dàng bằng dụng cụ trong hộp phụ kiện. Các bạn cắm tool vào và xoay theo chiều kim đồng hồ, miếng nhựa xanh sẽ nâng lên dần 9 nấc và độ nén cũng tăng dần theo. Ở nấc thứ 9, nếu xoay thêm một lần nữa, chúng ta trở lại nấc 1. Bây giờ thử mở bên trong Rubik xem có gì nhá. Cứng quá nhỉ. Rồi, ok. Bên trong thì sử dụng nhựa primary cao cấp, không pha tạp. Cấu trúc bên trong của WRM 2021 thì rất giống với những phiên bản trước. Điểm khác biệt nằm ở hoa văn trên bề mặt chân góc và hệ thống xoay chỉnh 5 châm cạnh. 5 châm cạnh thì có những cái số mà nó khá mở và có cái khe để mình cắm đồ vào để xoay. Để xoay 5 châm cạnh, ta dùng thanh màu đen cắm vào cái đầu màu xanh nhé. Sau đó các bạn lấy cái đầu bẹt này, đấy, cắm vào cái khe ở trên 5 châm cạnh. Sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ từ 1 đến 5. Từ 1 đến 5, lực 5 châm giảm dần do cái 5 châm nó bị thụt vào trong ấy. Về 1 thì tiếng rất là to này. Đó. Tổng cộng thì ta phải chỉnh 24 lần ứng với hai mặt của 12 cạnh. Core đang dùng trong con 2021 này là core của con 2020, là phiên bản to hơn và cứng cáp hơn một chút so với 2019. Trong khi đó cái core dự phòng ấy thì là của bản 2019. Đây, so với cả 2020 và 2021 thì nó bé hơn một chút. Để giải thích vấn đề này, mình nghĩ do tận dụng hộp phụ kiện sẵn có của các đời trước ấy, nhưng mà không còn chỗ để core loại to do phải để dành chỗ cho cái đầu cắm thanh chỉnh 5 châm. Do đó thì Moju đã tặng kèm cái co loại bé của 2019. Mình cũng đã thử thay co bé vào và cảm giác chơi cũng không khác biệt là mấy. Ban đầu khi mới bóc hộp thì cúp hơi khô một chút, xoay rất là mượt và đặc biệt nhanh hơn phiên bản 2020 do cái bản 2021 này sử dụng nhựa full primary. Độ êm thì ở mức vừa phải, cắt góc xuôi 45 độ, ngược 30 độ thoải mái mà cúp vẫn rất là ổn định, không bị sộc sạch. 5 châm ở mức 1 là khá là vừa đối với mình, không mạnh quá, không yếu quá. Và đây là tiếng của Cube khi xoay. Khi chưa được loop thì tiếng Rubik rất là to, giòn. Và mình cảm thấy cái size 55mm này nó khá là bé nên là tay nó hay bị kẹt ý.
Sau một tháng sử dụng và test thì mình thấy nó phù hợp với cả combo Orbit, Alpha Beta hoặc là Angstrom cộng với cả DNM37. Cách sử dụng các bạn có thể xem ở trên kênh của mình nha. Ngoài ra thì đối với các bạn không thích setup nhiều mà thích kiểu mì ăn liền ý, thì chúng ta có thể dùng combo Orbit, Silicon như là Mercury cộng với cả Mars, hoặc là êm hơn nữa thì Venus cộng Mars hoặc là Saturn. Các loại silicon base này chỉ cần nhỏ một vài giọt vào Rubik và cháo đều lên thì đem lại hiệu quả ngay lập tức. Về loop core các bạn có thể sử dụng luôn các loại Orbit Silicon hoặc là Orbit Alpha Beta, Fabo Loop, vân vân đều rất là ok. Hoặc là xịn hơn nữa thì có thể sử dụng Black Hole để đem lại hiệu quả dày lâu hơn. Tension thì quá đơn giản rồi, chỉ cần dùng cái tool vặn vài phát là xong. Độ nặng nhẹ của lò xo như thế nào ấy thì tùy khẩu vị của mỗi người. Trong khi các loại loop silicon base thì giúp cube trở nên không bị khô và nó có cảm giác êm mượt rất là tốt, thì các cái loại mà Angstrom cộng với cả DN37 chẳng hạn, hoặc là Orbit Alpha Beta cộng với cả DN37 sắp 10 Clorox thì nó vừa làm mượt mà nó vừa làm trơn tốc độ cao. Tuy nhiên thì hiệu quả nó sẽ không lâu dài bằng các loại silicon base. Nhược điểm của con này có lẽ là cái thanh chỉnh nam châm của nó tháo lắp rất là khó và dễ gãy. Đó cũng là lý do hãng cho hẳn 4 cái để thay thế. Tại sao không sử dụng một cái vít kim loại như của GAN hoặc là của Tornado V2 là ngon luôn mà nhỉ? Ngoài ra một số con còn bị lỗi nam châm cạnh thụt ra thụt vào hoặc là hỏng cái miếng nhựa cài. Mình nghĩ lý do là các bạn vặn quá mạnh, quá nhiều hoặc là vặn sai hướng nên mới bị. Mình dùng một tháng setup lung tung chả làm sao cả. Có thể là do hàng của mình bán là hàng xịn chẳng hạn. Tóm lại, WRM2021 là một món cực hời trong tầm giá 300.000. Nó ổn về mọi mặt, độ hoàn thiện, tính năng, chất liệu, cảm giác chơi cũng như hiệu năng mà nó mang lại so với mức giá là quá tốt. Cube có tốc độ cao, dễ setup, không cần cầu kỳ phức tạp và phù hợp với hầu hết mọi cuber từ gà cho đến pro. Trong thời gian tới thì hộp cứng và phụ kiện của con này cũng sẽ bị hãng lược bỏ để giảm giá hơn nữa, cạnh tranh với cả con Tornado V2. Mặc dù ở Việt Nam thì WRM2021 bị các seller phá giá còn có 300.000, rẻ hơn cả giá nhập. Trên đây là đánh giá của mình về chiếc Rubik Muyu Weilong WRM2021. Vậy anh em nghĩ sao về chiếc Rubik này? Các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó hay không, hay là chọn một cube khác? Hãy chia sẻ bằng cách để lại comment ở phía bên dưới nha. Đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo của HI Rubik Shop. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.